này không đơn giản chút nào. Anh đã đặc biệt xin được làm việc ở bệnh viện. Ngoài thời gian làm việc, anh đều lén lấy những cuốn sách về y học ở trên giá sách xuống để nghiên cứu. Những hình ảnh giải phẫu ở trong sách, anh chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ hết, sau đó dựa vào trí nhớ để vẽ ra giấy. Một hôm khi anh đang đọc sách, hành động của anh đã thu hút sự chú ý của giáo sư. Giáo sư đã đưa ra đề bài để kiểm tra anh. Những công cụ được đặt trên bàn làm việc kia được gọi là gì? Van Slyneo, thưa ngài. Những từ chuyên môn như vậy không ngờ lại được thốt ra từ miệng anh. Giáo sư có chút bất ngờ, sau đó lại bắt đầu hỏi người đàn ông da đen về cách sử dụng công cụ phẫu thuật. Chỉ thấy anh dùng tay nhẹ nhàng gấp ống nghiệm lên, đổi sang tay trái cũng linh hoạt như vậy. Anh còn có thể thao tác đồng thời bằng hai tay, nhét nút bấc vào miệng bình một cách chính xác. Giáo sư không thể tin vào mắt mình. Những thao tác mà ông phải khổ luyện mười mấy năm mà người đàn ông da đen này lại có thể dễ dàng làm được. Anh ấy đâu giống như một nhân viên quét dọn, rõ ràng là một thiên tài về y học mà chưa được ai phát hiện ra. Giáo sư nghĩ rằng mình đã nhặt được báu vật, nên đã ngay lập tức thăng chức cho anh, trở thành trợ lý của ông. Người đàn ông da đen mới 20 tuổi này sắp được thử sức với chuyên ngành mà mình yêu thích. Khoác lên mình chiếc áo blau, anh cảm thấy vô cùng tự hào, vì ước mơ của anh chính là được trở thành bác sĩ. Ở thời đại đó, người da đen không hề có chỗ đứng trong xã hội, họ chỉ có thể làm những công việc thấp hèn. Ngay cả lúc đang đi trên đường cũng phải dừng lại để nhường đường cho người da trắng. Vivian vốn là một thợ mộc, mỗi ngày cố gắng làm việc, nhưng chỉ nhận lại được những đồng lương ít ỏi. Một hôm, anh đi qua một ngân hàng mà mình đã gửi tiền vào đó. Một nhóm người da đen cũng đang đứng vây quanh ngân hàng. Thì ra ngân hàng này đã đóng cửa, số tiền mà anh khổ sở tích cóp 7 năm trời đã bị đóng băng. Số tiền này anh vốn dĩ định dùng để học y, anh đứng trước khe cửa tranh luận rất lâu, nhưng ngay cả một đồng cũng không đòi lại được. Mất số tiền này thì không thể nào thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Nhưng anh không từ bỏ. Anh đã tốn rất nhiều công sức để xin làm nhân viên quét dọn trong bệnh viện. Như vậy vừa có thể kiếm tiền vừa có thể tự học. Giáo sư biết được chuyện này cũng hết lòng cổ vũ Vivian. Ai nói học y thì bắt buộc phải đến học viện, ở đây cũng có thể học được. Rất nhanh họ đã phải tiếp nhận cuộc thử nghiệm đầu tiên. Giáo sư bảo Vivian kiểm tra cân nặng cho một chú chó. Nó nặng 18,4 kg. Nếu muốn sự hấp thụ được cân bằng thì phải gây mê nó 3 tiếng đồng hồ. Cần 552 mg thuốc an thần barbiturate. Điều này khiến cho giáo sư được một phen mở mang tầm mắt. Ông để cho Vivian tự mình thao tác. Vivian cũng không phụ lòng mong đợi của ông. Thuốc mê, dao phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong thì khâu lại. Mọi thao tác đều vô cùng thuần thục. Cuộc phẫu thuật đã thành công ngoài sự mong đợi. Nhưng giáo sư lại nổi giận vì Vivian không mở máy quay để ghi hình lại. Điều này đã khiến cả buổi thí nghiệm đều trở nên lãng phí. Giáo sư mắng anh một trận. Trong đầu cậu chứa mùn cưa hay là phân vậy? Nhưng Vivian hoàn toàn không biết đến vụ ghi hình này. Đối diện với sự chỉ trích của giáo sư, anh cảm thấy rất buồn. Không ngờ ngay cả khi ở đây anh cũng không nhận được sự tôn trọng. Anh cởi áo blau ra rồi rời khỏi đây. Chính vào lúc này, một bản ghi chép đặt ở trên bàn đã thu hút sự chú ý của giáo sư. Thì ra Vivian sớm đã dùng tay ghi chép lại toàn bộ cuộc thí nghiệm, đồng thời còn vẽ lại toàn bộ các bước phẫu thuật. Giáo sư lúc này mới phát hiện ra rằng ông đã nghi oan cho Vivian. Ông vội vàng chạy ra ngoài rồi xin lỗi Vivian một cách thành khẩn. Hy vọng anh có thể quay lại để tiếp tục công việc. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Ở thời đại đó, người da trắng phải xin lỗi người da đen là một chuyện rất hiếm gặp. Vì vậy Vivian đã tha thứ cho giáo sư. Trong những ngày tháng tiếp theo, Vivian đã dùng thời gian rảnh rỗi để tự học về tâm sinh lý. Còn cả giải phẫu, anh còn cùng giáo sư chứng minh sốc chấn thương là do mất máu quá nhiều, cơ thể không thể bù đắp được, chỉ cần truyền nhiều máu và huyết tương là có thể chữa được. Phát hiện này đã cứu sống được hàng trăm nghìn thương binh. Một thời gian sau, giáo sư bỗng trở nên nổi tiếng. Hơn nữa khi phát biểu, ông lại không hề nhắc đến tên của Vivian. Vì anh là người da đen, Vivian chỉ có thể cải trang thành nhân viên phục vụ để trà trộn vào đây. Và những lời khen ngợi đó vốn dĩ anh cũng có phần. Ngay cả vợ anh cũng cảm thấy bất công thay cho anh, cho rằng giáo sư đã cướp đi công sức của anh. Nhưng Vivian lại nói, nếu như không nhờ sự chỉ bảo của giáo sư thì cũng không có anh của ngày hôm nay. Vài năm sau, giáo sư đã được bệnh viện John Hopkins, một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất thế giới, về làm trưởng khoa khoa ngoại. Dưới sự yêu cầu của ông, Vivian cũng được mời đến. Họ đi đến bệnh viện được coi là thiên đường của y học. Bức tường trên hành lang treo đầy những bức chân dung của những người tiên phong trong lĩnh vực y học. Giáo sư nói một cách đầy tự tin, rồi sẽ có một ngày, bức chân dung của ông sẽ được treo ở đây. Hai người vừa cười vừa nói chuyện, vừa định đi vào bên trong thì bị bảo vệ ngăn lại. Người da đen thì phải đi cửa sau. Cậu ấy đi cùng tôi. Vậy cũng không được. Cậu biết tôi là ai không? Tôi không biết, thưa ngài. Vivian chỉ có thể đi cửa sau. Anh lặng lẽ đi ngang qua bức tượng tượng trưng cho sự bình đẳng. Nhưng không ngờ sự bình đẳng đó lại là gạt người da đen sang một bên. Đi đến phòng thí nghiệm, một bác sĩ người da trắng đã coi anh như là người giúp việc, sai anh đi mua bánh và cà phê cho mình. Đối diện với sự bất công, Vivian cũng không thể nhịn được nữa. Cầm lấy tiền của ông rồi tự đi mua đi. Tôi sẽ không để yên đâu. Cứ đợi đấy mà xem. Một hôm, anh đi đến khoa tim mạch để kiểm tra. Phát hiện sắc mặt của những đứa trẻ ở đây không màu xanh thì cũng là màu tím. Đều ngồi trên giường với một tư thế giống hệt nhau. Đồng nghiệp giải thích, chỉ có tư thế này mới giúp bọn trẻ dễ hô hấp hơn một chút.
những đứa trẻ ở đây đều mắc bệnh tim bẩm sinh. Đây là một dị tật bẩm sinh về tim vô cùng phổ biến, do tắc nghẽn động mạch phổi, dẫn đến việc bệnh nhân bị thiếu oxy trong một thời gian dài. Từ đó sắc mặt mới trở nên tái xanh hoặc tím, chỉ có thông qua việc phẫu thuật tim thì mới chữa được. Nhưng việc phẫu thuật tim lúc đó là một đề bài vô cùng khó giải. Không có một bác sĩ nào dám động dao vào tim của người khác, vì không thể chữa trị, vì vậy tỷ lệ tử vong của những đứa trẻ đó là 100%. Nhưng rõ ràng chỉ cần có người dám phá vỡ quy định không thể phẫu thuật tim, thì những đứa trẻ đó sẽ được cứu. Thế là giáo sư và Vivian đã tiến hành thử nghiệm phẫu thuật tim. Giáo sư đề xuất có thể lấy những chú chó để làm thí nghiệm, để cho chúng mắc bệnh trước, sau đó sẽ nghĩ cách giải quyết. Nhưng tim của chó vô cùng nhỏ, các mạch máu chỉ dày từ 3 đến 4mm, máy móc hỗ trợ phẫu thuật thời bấy giờ vẫn chưa được hiện đại như vậy. Thế là Vivian đã vận dụng kinh nghiệm làm mộc của mình để tạo ra một công cụ giúp ích cho việc phẫu thuật. Thậm chí còn trong lúc bệnh viện thiếu máy móc, tạo ra một máy hút. Nhưng cho dù như vậy, cuộc thí nghiệm cũng không được thuận lợi cho lắm. Một hôm, một bác sĩ người da trắng tình cờ đi ngang qua phòng thí nghiệm, phát hiện ra những công cụ kỳ lạ thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là không ngờ Vivian lại nhắm mắt khi đang phẫu thuật. Thì ra sau hàng trăm cuộc thử nghiệm, anh đã nắm rõ mọi thứ ở trong lòng bàn tay, đạt đến cảnh giới mà không ai có thể vượt qua. Vị bác sĩ này hy vọng anh có thể hợp tác với mình. Nghe được lời này, Vivian liền mở mắt ra, vì đây là lần đầu tiên anh được người khác công nhận, hơn nữa lại còn là một người da trắng. Sau đó, Vivian đã không hề khiến cho mọi người thất vọng. Anh đã thành công chữa khỏi cho chú chó. Tiếp theo chính là việc trị liệu. Vivian đã đề xuất một ý tưởng táo bạo, dùng một ống thông nhân tạo kết nối động mạch tim và động mạch phổi để cho phổi được cung cấp nhiều máu hơn. Liệu cách này có thực hiện được không đây? Vì để chứng minh tính khả thi, giáo sư và Vivian đã bắt đầu ngày đêm nghiên cứu. Họ đã thực hiện thí nghiệm trên hơn 200 chú chó, không ngừng hoàn thiện từng bước phẫu thuật, đảm bảo sẽ không có sự cố gì xảy ra. Cuối cùng họ đã thành công chữa khỏi cho chú chó. Ngày hôm sau, có một cặp vợ chồng tìm đến giáo sư. Họ muốn con gái của mình được tiếp nhận phẫu thuật, trở thành đối tượng thí nghiệm đầu tiên trên cơ thể người, vì đó chính là hy vọng cuối cùng của họ. Con gái của họ đã gần bước vào cửa tử. Giáo sư đồng ý. Tin tức vừa mới lan ra, những người khác đều đứng ra ngăn cản, vì một khi cuộc phẫu thuật thất bại thì giáo sư sẽ không còn chỗ đứng, cả bệnh viện cũng sẽ bị liên lụy. Đối với chuyện này, giáo sư không hề để tâm. Họ nghĩ đó là mạo hiểm, nhưng tôi lại cho rằng đó là cơ hội. Và như vậy, giáo sư và Vivian đã bắt đầu ca phẫu thuật tim đầu tiên trong lịch sử. Ngày mà ca phẫu thuật diễn ra, tất cả các chuyên gia y học đều hội tụ. Đối với ca phẫu thuật tim này, họ đều mang một ý nghĩ bi quan. Tất cả chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, thay đồ phẫu thuật, tất cả đều theo trình tự. Nhưng nơi đây lại thiếu bóng dáng của Vivian, vì anh là một người da đen. Bệnh viện cấm anh tham gia những ca phẫu thuật quan trọng như vậy. Nhưng giáo sư sớm đã quen với sự có mặt của Vivian. Không có anh thì giáo sư thậm chí còn không có dũng khí để cầm dao phẫu thuật. Giáo sư mặc kệ sự phản đối của mọi người, xông đến trước quầy rồi nhấc điện thoại lên. Vivian Thomas, mời Vivian Thomas đến đây. Cậu phải lập tức chạy đến phòng phẫu thuật, chạy qua đây nhanh, đã nghe rõ chưa? Nghe thấy vậy, Vivian không hề do dự, mà lập tức xông đến phòng phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật chính là một giáo sư người da trắng, nhưng ngay cả việc dùng dụng cụ gì cũng phải hỏi một nhân viên quét dọn. Điều này khiến cho các chuyên gia vô cùng kinh ngạc. Ca phẫu thuật được tiến hành một cách căng thẳng. Lúc khâu vết mổ lại, huyết áp của bệnh nhân đột nhiên bị giảm, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc, sắc mặt tím tái của bệnh nhân dần dần xuất hiện màu của máu. Điều này cũng có nghĩa là ca phẫu thuật vô cùng thành công. Tim của đứa bé đã được cung cấp máu một cách bình thường. Giáo sư và Vivian qua bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng đã tự tay tạo nên kỳ tích, hoàn thành ca phẫu thuật tim đầu tiên trong lịch sử. Bên ngoài phòng phẫu thuật, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô. Từ đó, giáo sư cũng ngày một trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng chính vào lúc này, một số tin đồn truyền đến tai giáo sư. Ông ta rất may mắn vì được tên da đen đó giúp đỡ. Vivian đúng là phao cứu sinh của ông ta. Tôi thì lại muốn xem nếu không có cậu ta thì ông ta sẽ làm như nào. Điều này đã hoàn toàn làm tổn thương lòng tự trọng của giáo sư. Ông cho rằng Vivian đã cướp đi hào quang của mình. Thế là trong buổi trao giải, giáo sư đã cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã tham gia vào ca phẫu thuật, nhưng lại không nhắc đến Vivian dù chỉ một chữ. Anh vẫn giả làm nhân viên phục vụ để trà trộn vào trong đó. Rõ ràng là người có cống hiến nhiều nhất, nhưng lại nhận được sự đối xử bất công như vậy, chỉ vì màu da thôi sao? Vivian thất vọng rời đi. Ngày hôm sau, anh đã nộp đơn từ chức cho giáo sư. Giáo sư không hiểu, chúng ta đã cùng nhau tạo nên lịch sử. Chúng ta đã thay đổi cả thế giới. Thế giới sao? Cả thế giới đều coi thường tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ hiểu ra một điều. Nhưng tôi không ngờ ngay cả nơi này cũng như vậy. Anh cứ như vậy mà rời đi. Sau đó anh đã trở thành một nhân viên bán thuốc, thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn khi ở trong bệnh viện. Nhưng anh vẫn nhớ đến những ngày tháng đó. Hình ảnh những cuộc thí nghiệm dần hiện lên trong đầu anh. Vợ anh đã nhận ra và khuyên anh nghe theo những gì mà con tim mách bảo. Cứ như vậy, Vivian một lần nữa tìm đến giáo sư. Không hề có chút tranh chấp nào, chỉ có lời chào hỏi giữa những người bạn. Hai người cứ như vậy mà tha thứ cho đối phương. Lần này khi quay lại phòng thí nghiệm, Vivian không hề quan tâm đến sự bất công đó. Anh chỉ muốn phấn đấu vì lý tưởng của bản thân. Những ngày tháng tiếp theo, Vivian đã đào tạo ra rất nhiều những y bác sĩ xuất sắc. Còn giáo sư lại không may mắc bệnh ung thư, cơ thể ngày một trở nên yếu ớt.
Một hôm, giáo sư tìm đến Vivi.